Ok, như vậy hiện nay cái đoạn code của mình đang gọi là không có nội dung, cho nên nó đang bị lỗi là đúng rồi. Bây giờ thầy sẽ demo lại từ đầu nha. Rồi, rồi im lặng giúp thầy nè. Trong cái đoạn này, hello, thầy sẽ có một cái đoạn văn bản, thầy để là B đi. Ở các cái thẻ trước, mình đang sử dụng cái thẻ là spin. Bây giờ là mình để thẻ B đi ha. Nội dung hiển thị, lưu lại cái. Rồi bên kia mình thấy nội dung hiển thị đúng không? Và bây giờ chỗ này thầy cho cái chỉ thị vô đây là v.show. Và cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái giá trị chỗ này của mình. Ví dụ nó là true thì nó cho thấy. Giả sử chỗ này mình để là phone thì nội dung bên kia nó biến mất. Như vậy mình hiểu cái chỉ thị là v show này chưa? True or phone? True là cho thấy, phone không cho thấy, đơn giản vậy thôi. Thì thay vì mình gán trực tiếp cái value vào đây thì người ta không làm vậy. Người ta sẽ có cái gì? Cái script ở đây. Chúng ta có script. Và trong cái script này thì chúng ta sẽ khai báo cho nó một cái biến. Và các bạn sẽ import vào giúp cho thầy một cái refer. Và các bạn sẽ cho nó là from view. Làm widget. Và chúng ta sẽ khai báo một cái biến, ví dụ như là ok, nó sẽ bằng refer và được khởi tạo là true, được không? Và thay vì cái chữ phone thì chúng ta sẽ đưa cái biến này vào đây, lưu lại cái, kịp không? Rồi, chỗ này cái chữ true mình đổi lại thành phone, lưu, mất. Thì giống như là mình đưa trực tiếp. Mà thay vì mình đưa trực tiếp thì mình đưa đây là một cái biến. Được không? Rồi. Bây giờ mình sẽ thêm một cái nữa. Là mình sẽ đưa vô đây một cái bottom. Để mình cho hiện hay không hiện. Ha. Thì thầy sẽ khai báo đây một cái bottom vào đây. Bottom này của thầy là hiện hay là ẩn. Rồi, mình sẽ làm gì ở chỗ này? Đối với lại bottom thì khi mình click chuột vào, mình có thể làm cái gì? Ví dụ đơn giản là click ha. Đơn giản là click. Mình sẽ gọi cái gì? Bạn có thể làm như thế này. Ví dụ bạn sẽ lấy là ok bằng nghịch đảo của ok. Ok bằng nghịch đảo của ok. Chú ý nha, ok bằng nghịch đảo của ok. Rồi bấm vô đây. Không gọi hàm nhé. Cái này là làm trực tiếp luôn, không gọi phương thức nào đây cả. Khi click chuột thì làm gì? Ok bằng nghịch đảo của ok. Nếu mà ok là bằng phone thì nó trở thành true. Khi mà nó đang là true thì nó trở thành phone. Trực tiếp ở đây không gọi phương thức nào hết. Đây là một cách. Một cách khác chúng ta sẽ viết phương thức cho nó. Nếu như mà trong lúc mà các bạn click mà các bạn làm nhiều việc cùng lúc thì bạn viết phương thức. Còn nếu chỉ có mỗi một việc là đảo true thành phone, phone thành true thôi. Làm trực tiếp luôn cũng được. Thì tùy cái nhu cầu mà mình sẽ viết hay không viết. Được không? Ok. Như vậy thì khi mà các bạn chỉ xử lý những cái đơn giản thì các bạn viết code trực tiếp ở trong cái đoạn này luôn. Coi như nó là một function. Còn nếu như mình muốn xử lý nhiều hơn
thì các bạn thêm giúp cho thầy, ví dụ như đặt cho thầy cái phương thức là my click đi đó, bạn muốn đặt phương thức gì cũng được. Và ở phía dưới này các bạn sẽ chú ý giùm cho thầy khai báo biến và khai báo hàm gần gần giống nhau, nó rất là dễ chịu đúng không? Nếu như mà bạn khai báo bằng C hoặc là Java mà bạn sai chút xíu là nó khó chịu rồi, nhưng mà cái khai báo này không my click là gì nữa, bình thường thì mình sẽ làm gì, function my click đúng không, cái này khỏi cần function, ghi là my click rồi gì nữa nè, bằng mở đóng ngoặc suy ra, cái này gọi là biểu thức lambda, nó vậy đó, cấu trúc của nó vậy. Thì cái đoạn đầu constant, ok constant my click giống nhau, bằng giống nhau, nhưng mà chỗ này nó có mở đóng ngoặc, chỗ này khi bạn mở đóng ngoặc mà bạn thêm vô đây một cái biến thì nó trở thành truyền tham số nha. Còn nếu bạn bỏ trống là nó không có tham số truyền. Còn nếu bạn thêm vô đây một cái chữ tí nữa, bạn sẽ thấy cái chữ index ở chỗ này nè, là nó truyền tham số vào. Rồi nó lấy cái tham số đó nó xử lý vào bên trong. Rồi. Ở chỗ này thì mình sẽ có là ok bằng nghịch đảo của ok, mình ghi vậy được không? Mặc dù ở trên ok refer to nhưng không ghi vậy được, mình phải làm sao, chấm value bằng nghịch đảo ok chấm value đó, phải ghi vậy nó mới chịu nha, ghi vậy nó mới chịu, chứ còn ok bằng nghịch đảo ok giống như hồi nãy mình ghi ở trên là nó không chịu đâu nha, đọc và lạ vậy đó. Rồi sau khi mà mình làm như vậy xong, nó gọi cái thằng make click ẩn hiện ha, lưu lại ẩn hiện. Bây giờ thầy đặt hàng cho các bạn, khi nào mà không thấy gì hết thì chỗ này nó, cái bottom này nó chỉ hiện mỗi cái chữ là hiện, khi bấm vào xong thấy được nội dung thì cái bottom của mình nó đổi thành cái chữ ẩn, được chưa? Xong rồi phải không? Ồ, giỏi dữ vậy ta, ghê vậy. Như vậy khi mà cái pattern này của mình nó đang có cái nội dung ở đây, đây thầy đẩy cái nội dung phía dưới cho nó dễ, như vậy thì cái nội dung này nó sẽ phụ thuộc vào cái nút ok của mình. Nếu nút ok là true thì nội dung này là hiển thị. Như vậy thì ở chỗ này mình sẽ có cái nội dung là hiện và một cái nội dung nữa là ẩn. Thì theo các bạn, cái nào là true, cái nào là false? Hiện và ẩn, cái nào là true, cái nào là false? Cái nào là theo ok? Nếu ok là true, nếu ok là true thì cái nội dung này là đang xuất hiện. Vậy thì mình muốn cái nút nó là chữ gì? Chữ ẩn. Vậy thì chỗ này sẽ là v if gì? Bằng bằng ok. Được không? Như vậy đã là VX ok thì phía dưới này là gì? V L. Được không? Kịp chỗ này không? Như vậy thì cái hiện và ẩn này mình bỏ đi. Đen nội dung nè thì chữ ẩn xuất hiện. Bấm vô chữ ẩn, nội dung biến mất thì chữ hiện là
xuất hiện, ẩn hiện, kịp không? Dễ không? Dễ quá mà, đúng không? Rồi, như vậy là mình đã thực hiện xong một cái bài tập nho nhỏ, đúng không? Một bài tập cực kỳ nho nhỏ nhưng mà các bạn rất là thú vị để mà demo cho cái VX và VL của chúng ta. À, khá là thú vị đấy.